Chào các bạn, bây giờ là chiều thứ năm, 20 tháng 6 năm 2024, tức là rằm tháng 5 năm Giáp Thìn. Thời gian này như mọi năm là vải thiều đang quý vụ. Thực tế năm ngoái nhà mình khoảng độ đầu tháng 7, mùng 7, mùng 8 bắt đầu bán hết. Tuy nhiên năm nay là mất mùa cho nên bây giờ gọi là quý vụ cũng được. Thì vải mất mùa thì nhiều anh em kể cả Thanh Hà cũng băn khoăn là tỉa như nào. Mình đã làm một video tỉa các kiểu khác nhau. Nhưng có bạn chia sẻ thì bây giờ mình sẽ tỉa cái vải này. Bây giờ mời các bạn xem. Mình sẽ đặt điện thoại ở đây. Mình sẽ tỉa.
Nếu như giả sử vườn các bạn mất mùa mà các bạn chưa bấm tỉa gì đó thì chúng ta có thể dùng cưa, tức là cưa thưa ra. Sau khi chúng ta cưa thưa, tiếp tục chúng ta dùng cưa hoặc kéo cắt những cành lớn. Sau khi kéo cắt những cành lớn, cắt những cành nhỏ. Và lưu ý là khi chúng ta đắt cắt, chúng ta đừng cắt cụt hết tất cả, bởi vì khi chúng ta cắt ra, nhiều khi thân chúng ta bị phơi, nên chúng ta để loang thoáng từng cành để nó che thân. Mà trên ngọn thì chúng ta đang tỉa thưa hết một lượt từ gốc lên ngọn. Ở trong thân chúng ta cắt hết tất cả trong gỡ thân, nhưng chúng ta để lác đác lưa thưa một cành. Mình quên mất hai cành trên kia chúng ta vặt đi hết nhé, bởi vì hai cành trên đó là ở trên ngọn nó xoay thẳng xuống thì nó không che rồi. Nhưng mình chưa vặt, mình quên. Mình cứ nghĩ là nó bị hở. Nhưng cành ngang nó hở thôi, cành thẳng nó không hở đâu. Đấy, hai cành kia nhá. Còn tất cả cành ngang thì chúng ta cứ để mỗi cành như là để một vài cái lá, vài cái cành để cho che. Đấy. Đấy, đây. Hai cành này thẳng trên kia xuống mà. Thì chúng ta để đi nhá. Đấy. Ngọn thế. Chúng ta bấm thưa nhá. Ba cành thì chúng ta bấm đi hai. À bấm đi một. Để hai cành thôi. Tất cả những cành có ba mình đều bấm đi. Thì để đâu ví dụ đâu nhỉ? Đây ví dụ cành này đi. Đây. Khu này có ba cành nhá, mình bấm hai cành để một. Đây. Đây có ba cành nhá, mình bấm hai, bấm một để hai thôi, không để ba. Ba chạc mà để hai chạc thôi. Một điểm xuất phát để hai chạc thôi. Đấy. Sau khi chúng ta bấm như thế sau thu hoạch. Nếu giả sử vườn các bạn có quả nhá, thì các bạn chỉ bấm trên ngọn thôi, không lại mình làm video rồi. Các bạn bấm sạch trên ngọn. Bấm trên ngọn ấy. Tốt nhất chúng ta nên để lá, mình nhầm nó nhầm nhá. Ta để lá vừa phải, chúng ta thu hoạch xong này, chúng ta hớt trên ngọn. Và toàn bộ lộc trong thân chúng ta để nguyên nhá. Và sau khi trên ngọn ra được một lần lộc, lộc đó bằng vàng, thì chúng ta bắt đầu vặt sạch lộc trong thân. Không để một chút nào nhá. Đấy. Có thể để một cành, hai cành giống như mình kiểu cái anh tóm lại. Mấy cành đấy sau này cũng chúng ta cũng vặt. Sau khi thu hoạch này chúng ta bấm, nếu như vải có quả, sau khi thu hoạch xong, chúng ta bấm ở trên ngọn, nhưng để lộc trong thân. Đấy. Đến khi nào cái vải của chúng ta nó ra được một lần lộc trên ngọn, thì chúng ta bắt đầu vặt toàn bộ lộc trong thân. Tất nhiên chúng ta để lại vài cành như mình vừa nói ở video kia, ở đầu video. Sau khi lộc trên thân, đặt cho đầu cành nó ra được một lần lộc hồng hồng, thì chúng ta bắt đầu lấy tay chúng ta vặt nhé. Thì bây giờ mình ví dụ mình vặt đây. Đây mình vặt nhé. Đây mình vặt. Thôi tay phải mình cầm cầm găng tay, à cầm máy quay. Tay trái bây giờ mình vặt hết cái lộc trong thân này đi. Đây. Đây vặt hết lộc trong thân đi. Đây là khi vải đã ra được một lần lộc nhá. Thì chúng ta vặt chỗ này kín hết rồi, chỗ này mọc trên mọc hết rồi. Thì chúng ta vặt toàn bộ nhá. Đấy, chúng ta vặt toàn bộ lộc trong thân đi. Khi chúng ta vặt lật lộc trong thân đi như thế này thì lá vải đang màu hồng hồng thì nó ra được ngay. Bởi vì khi chúng ta vặt lộc trong thân mà lộc đầu cành nó đang hồng hồng, ngọn chuối như này, thì ở trên đầu cành nó chưa ra được. Nó chưa ra được lộc. Trên đầu cành chưa ra được lộc mà trong thân nó thiếu lộc. Chỗ này hơi hở chúng ta để, bây giờ bị khô rồi. Mà trong thân thiếu lộc mà cây nó đang nhiều lộc, nó vặt bị mất đi thì nó lại ra lộc mới. Đấy, nó ra rất dễ. Mình thì mình vặt sát, mình không để chân. Và các bạn muốn đảm bảo thì các bạn để chân cho nó nhanh mọc. Nhưng mình vặt sát. Như vậy mình không thiếu lộc trong thân đâu. Đây các bạn quan sát. Những cành ở dưới này nó có cành trên tre, chúng ta có vặt cụt nhá. Có cành trên tre thì nó vặt thoải mái đi. Để mỗi người cành thôi. Đây, cành này vặt đi nhá. Cành này nó trong rồi. Trước là mình để bởi vì nó. Đây. Cho nốt cành đi. Để ngoài đâu cành thôi. Đấy. Cành nào nó nguy cơ nắng thì chúng ta để lại. Đây chỗ này khá nắng nhé, thôi để lại một vài cái mầm này, mầm này vặt đi. Để cho mầm lại vặt đi.
và nốt một mầm nữa. Đó. Cành trên này nó bị che rồi. À, nó bị nắng như rẻ cành lạnh được. Đây. Để một cành trên này cho nó che thân. Thì đây là khi lộc ở ngoài đầu cành nó ra được một lượt lộc thì chúng ta bắt đầu vặt toàn bộ lộc trong thân như này. Nhưng cho lưa thưa cho nó để một cành để cho nó che bóng nhá. Nếu như chúng ta vặt trụi húi nó nắng từ 8 giờ đến 5 giờ chiều thì chắc chắn nó sẽ khô. Nó hỏng cây. Nhưng chúng ta vặt lác đác để lại một ở trên ngọn nó có một vài cái lá. Khi chúng ta chỉ bấm mà trên ngọn có một vài cái lá mà trong thân chúng ta lại lác đác như thế nó chỉ hơi loang thoáng là nó không khô. Nhưng nó không có một chút ánh nắng không có một chút che nào thì chắc chắn nó sẽ khô. Đấy, trên này thì trên ngọn này nó có một bông rồi. Mình làm theo kiểu ô để anh em đây. Đây nhá, trên ngọn này này. Nó có một cái. Bởi vì anh em thường thường hay làm lòng chảo, mình nhẹ, mình làm cái này làm ví dụ. Làm kiểu lòng chảo như để một hai cây làm ô. Để một hai cành làm ô cho nên nó lại không hạn chế khô lộc trong thân. Hạn chế khô thân. Trên này thì trên ngọn nó có rồi. Yeah, cho nó bật củ đi nhé, không cần. Thì khi lộc trong lộc ở đầu cành nó ra được một lần lộc. Lộc trong thân chúng ta vặt đi như này. Thì lộc trong thân lộc đầu cành thì đang hồng hồng, nó chưa ra được lộc. Mà lộc trong thân bị chúng ta vặt nó thiếu lộc thì lộc trong thân nó bắt đầu nhú. Và nó khi nhú lộc trong thân một lượt thì lộc đầu cành bắt đầu nhú lượt hai. Và lộc trong thân nó nhú lượt lượt hai thì lộc đầu cành nhú lộc ba và đến thời gian chúng ta khoanh là khoanh thôi. Tính toán làm sao như mình đây. Cứ khoảng độ đây bật điện. Để bỏ cành này đi nhé. Để bỏ nó cành này. Thôi đấy kéo, mình vẫn cầm kéo theo. Để cành ngoài kia nó đỡ khô. Đấy. Cành này. Bỏ cành này đi. Đấy, vẫn để này, đỡ khô. Mình không bê thang đi được, làm video nó tỉa nó khó hơn là mình không làm. Mình làm mà tính chia sẻ thôi. Ở cành này để nguyên nhá, anh làm ô để nguyên. Khi nào làm lộc cuối cùng thì rảnh lên tỉa. Coi như nó chỉ là làm ô che thôi. Còn trong này thì để bỏ này đi. Cành như này nó rậm quá thì chúng ta có thể bây giờ tỉa hoặc là sang lộc 3 tháng tỉa. Thì tất nhiên nói vậy thôi, mình mới khi tỉa được. Chỉ làm video chia sẻ thì làm được thôi. Chứ làm trực tiếp thì vị không làm. Đây nó hơi dày nhá. Đang nhẽ bấm hay, bấm một ngọn đi. Nhưng vì mình không mang cái cưa điện đến cho nên cưa tay này không bấm được. Bây giờ lao động tuổi cũng lớn rồi. Không đủ gọi là hưng phấn đam mê nữa cho nên mình dùng máy móc hết các bạn nhá. Cây bừa mình dùng cây mình trồng cao thì dùng máy bừa. Cưa thì mình dùng máy cưa máy. Lại cành to thì mình dùng máy kéo điện. Kìm nhỏ để chứ bắt đầu mới lại nhỏ mới dùng kéo bấm tay. Đấy. Thế là chúng ta mình ví dụ như đây là đã xong ra lộc 2 rồi. Đã xong lộc 1 rồi. Thì bây giờ chúng ta vặt này ra thêm hai lần lộc là chúng ta khoanh thôi. Đấy, mình ví dụ bây giờ là tháng 8 nhá, sau lộc thu. Cây cối đã ra được một lần lộc, vải thiều đã ra được một lần lộc. Thì chúng ta, mình nói lại này. Đầu video mình quay cây bên kia. Cây vải chúng ta mất mùa. Theo mình nghĩ là mình không bấm ngọn. Mà mình chỉ cắt thưa cây. Sau khi cắt thưa cây thì mình sẽ tỉa thưa. Tức là mình cắt bằng cưa nhá. Cắt những cành cơ bản to này. Sau đó mình dùng cưa. Cưa điện hoặc là kéo. Mình cắt tiếp những cành nhỡ nhỡ. Nhưng mình đừng cắt cụt hết. Mà mình để lại một vài cành. Loang thoáng một cành che những cành ngang. Còn những cành thẳng thì có thể cắt cụt. Đó. Thứ hai.
những cây vải có quả. Sau khi thu hoạch xong, chúng ta thu hoạch bằng cách là bấm hớt. Khi thu hoạch xong, chúng ta lấy kéo bấm nhẹ ở trên ngọn và trong thân để kệ nó. Khi lộc trên ngọn ra được một lần lộc thì chúng ta vặt lộc trong thân đi như mình vừa làm. Kể cả hai loại thì đến khoảng tháng 8, hơn tháng 8, tức là hơn một tháng nữa, chúng ta đều có thể vặt đi hết tất cả để làm lộc trong thân chỉ hai lần lộc thôi. Và lộc cuối cùng chúng ta sẽ làm vào đầu tháng 10 dương lịch. Để đến khoảng độ giữa tháng 12 dương lịch, 2 tháng sau là xong lộc và chúng ta khoanh. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Chúc các bạn luôn có những kỹ thuật tốt nhất để làm vải, làm lộc vải, để sang năm chúng ta lại được quả không buồn như năm nay.